Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tám Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo các trận đấu tại Ngoại hạng Anh giữa Tottenham với Wolverhampton. Gà trống đã có một màn chiến đấu ngoan cường và cực kỳ khốc liệt trước Chelsea. Chính vì vậy, trong cuộc đọ sức lần này, chắc hẳn họ sẽ cố gắng phát huy hết sức lực của mình để có thể giành được chiến thắng. Và để có thể dự đoán được tỷ số trận đấu lần này thì anh em hãy cùng theo chân Tám Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay. Và đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment cùng với Tám Bóng Đá nhé. Xin chào anh em, hôm nay chúng ta soi kèo trận đấu giữa Tottenham gặp Wolverhampton diễn ra lúc 18h30 ngày 20 tháng 8 tại giải Ngoại hạng Anh. Mang về một điểm trong chuyến làm khách đến sân Stamford Bridge ở vòng 2 vừa qua là một kết quả không tệ của Tottenham, trận đấu mà họ gặp rất nhiều khó khăn và chơi với một thế trận cửa dưới so với đội chủ nhà Chelsea. Ở lượt trận trước, đường đá sân nhà thì đoàn quân của Antonio Conte đã có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trước Southampton. Đó cũng là thắng lợi liên tiếp sân nhà thứ tư của gà trống thành London. Về phía Wolverhampton, hai đối thủ vừa qua của họ được đánh giá không quá cao, đó là Leeds United và tân binh Fulham. Tuy nhiên, họ mới chỉ giành được một điểm ở trong cuộc tiếp đón tân binh Fulham ở vòng 2 vừa qua. Những gì bấy xó thiệt ở mùa giải trước là nghèo nàn khi chỉ cán đích vị trí thứ 10, thậm chí mang về vỏn vẹn 2 điểm sau 7 trận cuối. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 là một hòa, cả trận 2,75. Gà trống thành London đã trải qua một trận đấu không hay nhưng họ lại rất may mắn, trình diễn lối chơi giàu sức cống hiến và giàu sức chiến đấu, không bao giờ chịu bỏ cuộc. Trong hai vòng đấu vừa qua, họ đã ghi tới 6 bàn thắng, cũng đã nhận 3 bàn thua. Ở 4 trận sân nhà gần nhất, đoàn quân của Conte đã có 11 pha lập công. Ở trận đầu tiên mùa giải còn ghi 4 bàn vào lưới của Southampton. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn cửa tài trận này là một lựa chọn hợp lý nhất. Mức chấp nhà cái đưa ra là Tottenham chấp Wolverhampton 1,5 trái. Niềm tin dành cho Tottenham ở cuộc đọ sức này là rất có cơ sở khi mà sự hiệu quả ổn định ở trong thời gian qua là giúp họ thắng kèo 3 trên 4 trận gần nhất, trong đó hai lượt trận gần đây tại Premier League đều giúp người chơi ăn cược. Wolverhampton thì đang chật vật trong việc tìm lại chính mình và chuỗi trận vừa qua là thất vọng. Qua đó họ thua kèo cả 3 trận gần nhất. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn kèo trên là một lựa chọn hợp lý. Dự đoán Tottenham thắng 3-1. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những bản soi kèo hay và hấp dẫn trong và ngoài nước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.